Tai nạn giao thông đang là nỗi trăn trở chung của toàn xã hội. Từ lâu, bài toán giảm thiểu tai nạn giao thông vẫn là bài toán khó giải đối với các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, trên thực tế, một trong những biện pháp hiệu quả để giảm tai nạn giao thông chính là nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, trong đó có đối tượng học sinh sinh viên. Với chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi, việc đưa pháp luật về an toàn giao thông vào giáo dục lồng ghép trong các buổi học chính khóa, ngoại khóa cần được tiếp tục đẩy mạnh trong các trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Đức Trọng. Một buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh huyện Đức Trọng. Tại đây, học sinh đã được khái quát về tình hình trật tự an toàn giao thông, phổ biến luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông trong học sinh. Qua đó không chỉ giúp học sinh nhận thức được thực trạng giao thông hiện nay để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mà còn được trang bị những kỹ năng bổ sung thêm kiến thức pháp luật về giao thông và các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Em đã rút được rất nhiều kinh nghiệm về an toàn giao thông, về các biển báo cũng như là những lỗi mà học sinh thường vi phạm, và nó cung cấp cho bọn em rất là nhiều kinh nghiệm để có thể tuyên truyền cho học sinh trong trường cũng như là trong địa phương hoặc là gia đình. Việc chấp hành tốt luật giao thông đó sẽ là một việc làm tốt cho bản thân mình cũng như là cho xã hội. Chúng ta nên tuyên truyền những luật lệ giao thông cho mọi người để mọi người có thể hưởng ứng và lan truyền đến những người chưa biết về luật lệ giao thông. Trong nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh huyện Đức Trọng luôn quan tâm và có nhiều giải pháp thiết thực để đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi khi đến trường. Ngoài các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, nhà trường còn phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông ký cam kết tuần tra xử lý về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với học sinh khi lưu thông trên đường. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá đạo đức học sinh trong năm học. Qua đó đã dần nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh nhà trường. Để quản lý được cái số lượng, cái lưu lượng mà xe từ đầu năm, nhà trường đã chỉ đạo lên cho toàn trường và thanh niên các em, các đồng chí là lập danh sách các em học sinh ở trọ như các em học sinh đi xe máy, để qua đó là nắm được số liệu và để từ đó số liệu đó để các thầy cô chủ nhiệm có tư vấn phù hợp hơn với các quý phụ huynh, và để quý phụ huynh sẽ chuyển khi còn em chuyển xe hết vào trong nhà xe. Hiện nay cái khu vực nhà xe các em thấy là đủ đảm bảo được cái sức chứa cho các em học sinh đi xe máy cũng như xe đạp, để qua đó để đảm bảo được cái an toàn giao thông trước cổng trường cũng khi các em tan tầm. Thực tế tại bãi để xe các trường học, tình trạng học sinh đi xe máy có dung tích trên 50 phân khối đã giảm. Vào giờ tan trường, các trường học nằm cạnh quốc lộ 20 trên địa bàn huyện Đức Trọng còn cho thấy học sinh đã chấp hành đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định. Theo công an huyện Đức Trọng, hiện nay an toàn giao thông luôn là vấn đề nóng, bởi gần như ngày nào cũng xảy ra tai nạn giao thông, làm nhiều người thương vong, trong đó có học sinh. Vì vậy, việc giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh đã được Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng, công an các xã thị trấn quan tâm đẩy mạnh. Học sinh mà đi xe phân khối lớn đến trường học thì cái này chúng tôi đã có cái làm việc thường xuyên cùng với ban giám hiệu nhà trường của các cái trường như trường cấp 3 Đức Trọng, trường Lương Thế Vinh để tuyên truyền trong các cái buổi chào cờ của nhà trường, cũng như là chúng tôi là có cái tuần tra kiểm soát trước các cái cổng trường cũng để là tuyên truyền, nhắc nhở và sau đó là xử lý. Các cái bậc làm cha làm mẹ phải phối kết hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong vấn đề giáo dục và quản lý con cái, cùng với sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng công an và các ngành, thì tin rằng nói chung là về cái vấn đề đảm bảo trong cái vấn đề thanh thiếu niên vi phạm về văn hóa giao thông nó sẽ giảm và đạt được kết quả. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng cộng với sự đồng lòng phối hợp của phụ huynh học sinh, thì tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đức Trọng sẽ có chiều hướng giảm trong thời gian tới. Đây sẽ là tín hiệu tích cực để góp phần vào vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên học đường trong thời gian tới trên địa bàn huyện Đức Trọng. Để tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, chính quyền các đoàn thể huyện Đức Trọng và các trường học trên địa bàn cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông, hình thành và tạo thói quen văn hóa giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh.